Alpha lốp chữ công anh em ha. Đặc điểm của lốp chữ công là chỉ có một năm 2003 thôi anh em ha. Duy nhất một năm 2003 là nó mới có lốp chữ công rồi. Xe này thì giá 18 củ năm anh em ha. Bao hồ sơ cho anh em luôn ha. 18 củ năm. Máy này. Đây có tem đá tên em. 2003. Một năm duy nhất. Là cái năm 2003 đó, đó là bán song song. Có những cái hát nó bán song song hai loại luôn. Lốc trắng và lốc đen này luôn. Đó, anh em tùy chọn. Đầu này đầu nhắn đầu cũng PN ha. Xe này thì máy móc nguyên zin, đầu nồi zin. 18 cu năm bao sơ cho anh em luôn ha. Đó. Anh em xem xe y như video. Anh em coi ở ngoài nó cũng vậy, ở trong cũng vậy. Ở đây em quay sát máy lộ. Gần ngoài đơn luôn. Đó, âm thanh ánh sáng đầy đủ cho anh em. Cái bẩn nó đây đó. Cái bẩn chắc xấu à. Đó. Đó, cái dòng này thì mình cho anh em về sử dụng là không có nhu cầu tốc độ. Đó, anh em khi về độ bền, độ nước giãn thì đây là tuyệt vời luôn anh em ơi. Về châm xăng, gắn gỗ, gắn kiến vô, đi chợ búa phê pháo nè. Ha, còn gì bằng đó. Đó những anh em lớn tuổi mình. Còn anh em trẻ thì chắc cũng không khoái đâu. Tuổi trẻ thì thường thường là nó đi Sonic, Raider, Sachia cũng hiếm có anh em đam mê. Có những nhiều anh em trẻ vẫn thích ha. Người ta vẫn tìm về cái hoài niệm á. Máy quá đã. Lốp chữ công là đi bao bền anh em nha. Nói chung ra cái dàn áo quay này em thấy những chiếc xe mà em bán khi 20-30 cũ bẩn vẫn hư. Tại vì bẩn là cái cánh gió ở ngoài anh em, nó rất là, nó chịu tác động rất là nhiều, thành ra nó cũng dễ hư hỏng, rất là lẹ hư hỏng ha. Cái đó mình về có thể mình không gắn thì mình để gì mình đi, hoặc là gắn mình mua bẩn mới, hoặc là mình đi mấy cái tiệm sơn hoặc là tiệm làm già mũ đó nè, cho người ta làm lại cho mình cũng được ha. Còn không thì để gì đi cũng được, hoặc là mua bẩn mới cũng được đó. Cũng mới cánh vậy đó, đâu đó 200 mấy anh em ha. Rồi anh em nào khoái cái Alpha lốp đen L3 nào thì cứ alo cho bên em ha. Rồi xin cảm ơn anh em.